Dạ, con xin chào cô chú và anh chị. Hôm nay con giới thiệu đến cô chú và anh chị một cây đèn của nghệ nhân Ryuichi Matsuoka M50 tem chữ ký nha mọi người. Cây này được sản xuất năm 1979 nha mọi người. Đó, cây này ngoại hình còn khá là đẹp, chảy sức nhẹ thôi nha mọi người. Nói chung là cái chỗ này bị kiểu dạng như vết móng tay nhiều á, nên là em dán cái miếng chống chày nhìn cho nó thẩm mỹ hơn thôi nha mọi người. Chứ em đảm bảo là không nứt bể gì nha mọi người. Đó, bộ gỗ lưng hông rất là đẹp luôn. Rất là dài và đẹp luôn, có chỉ lưng luôn nha mọi người, rất là đẹp luôn. Đó, đấy, cần còn khá là ok nha mọi người. Đó, sử dụng lâu dài rất là ok, âm thanh rất là hay nha mọi người. Đó, bộ khóa vàng sáng nha mọi người, vặn rất là êm tay nha mọi người. Đó, Ryuichi Matsuoka M50 tem chữ ký nha mọi người. Đó, cây này em bán giá 5 triệu, đó, em thanh lý 5 triệu. Em tặng bao da hoặc là hộp mỏng để ship xe cho mọi người. Đó, mọi người cùng xem qua. Mời mọi người cùng lắng nghe âm thanh. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Chúc mọi người một ngày cuối tuần thật là vui vẻ.